Me levanto en las noches, estoy asomándome a la calle. He tenido que evitar con mi familia. No soy periodista del silencio. Quiero seguir viviendo, quiero seguir respirando. Morir sería dejar de escribir. Đó là những lời của nhà báo người Mexico Javier Valdez Cárdenas trước khi ông ấy phải trả giá đắt bằng tính mạng của mình vì Javier đã không ngừng công khai mạng lưới buôn ma túy Sinaloa, Mexico. Mặc dù cái chết của ông để lại một nỗi sợ hãi vô cùng lớn, nhưng Javier Valdez vẫn là một ví dụ trong rất nhiều nhà báo đã bị ám sát một cách tàn nhẫn bởi các tổ chức tội phạm này. Vì vậy, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những người anh hùng này, họ là ai và họ đã làm gì để đối mặt với những kẻ này. 1. Ginette Bedoya Lima. Nhân vật đầu tiên của video này là một nữ nhà báo người Colombia, Ginette Bedoya Lima. And speaking out on behalf of victims of sexual violence in Colombia, all women and girls are in your... Đó là hình ảnh của Ginette Bedoya Lima khi cô ấy nhận giải thưởng vì sự dũng cảm của mình khi còn là một nhà báo điều tra ở Colombia. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện của Lima. Phần còn lại có liên quan đến việc cô ấy bị bắt cóc, bị xâm hại và bị tra tấn không chỉ một lần mà là hai lần vào năm 2000. Lần đầu tiên điều này xảy ra khi Lima 26 tuổi. Cô đã làm việc cùng với Ignacio Gom, là một nhà báo đồng hương nổi tiếng với những bài báo có tính rủi ro cao về tội phạm có tổ chức, tham nhũng và các nhóm bán quân sự. Hai người đã cùng nhau làm việc tại tờ báo El Espectador của Bogota. Khi đó, Lima đang đưa tin về một câu chuyện rất quan trọng về cuộc chiến của Colombia chống khủng bố, trong khi điều tra một tin tức về việc buôn bán vũ khí bởi cả quan chức nhà nước và nhóm tự vệ Colombia. Khi đang đưa tin về câu chuyện đó, cô đã nhận được lời mời từ một kẻ sát nhân đã bị kết án, được biết với cái tên biệt danh là The Barker. Hắn muốn gặp Lima và cung cấp cho cô ấy cả thông tin mà Lima cần tại nhà tù nổi tiếng là Modelo gần Bogota. Cô ấy đã đi cùng một biên tập viên và một nhiếp ảnh gia, nhưng khi đến đích, mọi thứ đã trở nên rối ren. Cả hai nhiếp ảnh gia lẫn biên tập viên đã bị yêu cầu đi ra ngoài một vài phút, trong khi đợi sự cho phép từ các cai ngục để vào bên trong. Nhưng khi họ trở về, bất ngờ là Lima đã biến mất, không có tiếng kêu gào, cũng không có dấu hiệu của cuộc ẩu đả và chắc chắn cũng không có nhân chứng nào dám nói lên sự thật. Sau sự việc này, Lima đã tiết lộ rằng cô đã bị một người đàn ông có vết sẹo trên một mắt và mang một đôi giày bóng loáng tiếp cận. Anh ta chĩa súng ngay dưới eo của cô và ép Lima ra khỏi nhà tù qua một lối đi khác, trong khi các cai ngục chỉ lãnh đạm nhìn theo. Sau đó, một nhóm người lạ mặt đánh cô đến bầm dập và xâm hại Lima trong khi chúng lặp lại những từ: "Chú ý, chúng tôi đang gửi một thông điệp đến Colombia hiện tại." Khi đã xong việc, chúng ném Lima lúc này đã kiệt sức vào một đống rác bên đường. Nhưng vào buổi tối cùng ngày, cô đã được một tài xế taxi phát hiện và ngay lập tức đưa Lima đến bệnh viện. Thật may mắn là cô ấy đã được cứu sống sau cuộc tấn công đó và lúc này nhiều người khuyên cô ấy rằng: "Bạn nên từ bỏ công việc nguy hiểm đó, bạn chỉ là một người phụ nữ dễ bị tổn thương, hãy để việc đó cho chính phủ xử lý." Nhưng đối với Lima, cô ấy đặt cả trái tim tâm hồn của mình vào công việc. Vì thế, Lima sẽ không bao giờ dừng lại. Thậm chí cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong hành trình tìm hiểu sự thật. Thật đáng tiếc là việc không từ bỏ của Lima dẫn đến các vụ bắt cóc khác và lần này chúng đã đối xử tàn nhẫn hơn với cô ấy rất nhiều. Sự việc đã xảy ra vào năm 2001, tức là một năm sau vụ bắt cóc lần đầu. Lima đã chuyển đến làm việc cho tờ báo El Tiempo. Và cô được giao trách nhiệm vụ đưa tin về các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm việc báo cáo về cuộc chiến giữa các đội du kích lực lượng vũ trang cách mạng Colombia và các tổ chức bán quân sự của chính phủ Colombia. Được biết trước đó, Lima nhận được chứng chỉ quốc tế tại Hoa Kỳ vì sự cam kết không thay đổi của mình trong công việc. Chính sự công nhận này cũng đã đóng một vai trò tích cực trong sự nghiệp của cô và giúp bảo vệ Lima khỏi các cuộc bạo lực nhiều hơn. Cô đã nhận được một bức thư điện tử từ ông chủ lực lượng bán quân sự. Họ nói rằng cô không có gì phải sợ chúng và lãnh đạo du kích lực lượng vũ trang cách mạng Colombia cũng đưa ra những đảm bảo tương tự cho Lima. Nhưng ít ai biết rằng đó chỉ là mồi nhử để lôi cô vào một cái bẫy khác.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 8 năm 2003. Cô ấy đi đến thị trấn Puerto Alvira để báo cáo về việc nó đã bị du kích lực lượng vũ trang cách mạng Colombia chiếm đóng và kiểm soát trong hơn một năm. Và chúng đã ép buộc 1.100 cư dân của thị trấn phải sản xuất cocaine toàn thời gian. Và tất nhiên, đi đến những nơi như thế này sẽ rất khó để thoát ra, cho dù họ có là ai đi chăng nữa. Khi nhóm của Lima đến, một lãnh đạo lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã ra lệnh bắt cóc họ và lấy đi máy ảnh, điện thoại di động và quần áo của nhóm Lima. Tên thủ lĩnh này cũng ra lệnh cho người dân không được nói chuyện hoặc cung cấp thức ăn cho họ. Tuy nhiên, công chúng đã không tuân thủ các quy tắc này. Họ không chỉ cung cấp thức ăn cho nhóm của Lima mà còn cố gắng giúp đỡ họ sau khi nghe thấy những tin tức rằng tên thủ lĩnh kia có ý định sát hại họ. Thật may mắn là một lần nữa, Lima lại thoát chết. Chỉ huy lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã được thông báo về việc trường hợp của Lima và ngay lập tức đã giải thoát cho cô. Hắn ta đã thay mặt cho kẻ đã ra lệnh bắt cóc ban đầu xin lỗi nhóm của Lima. Tiếp đó, cô đã trở thành một cái tên quen thuộc tại Colombia và việc làm hại Lima không chỉ là một vấn đề trong nước mà còn là một vấn đề thu hút sự quan tâm từ các tổ chức quốc tế. Đây là một phần nguyên nhân khiến Lima vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó, ngoài việc góp phần làm tình hình buôn bán ma túy ở Colombia dần suy giảm, Lima còn nhận được nhiều giải thưởng và sự công nhận từ cộng đồng quốc tế về công việc của mình. Điều đó đã khiến Lima được coi là biểu tượng của báo chí Colombia. Đây là một thành tích vô cùng đáng nể với một nữ nhà báo tại một quốc gia hỗn loạn như Colombia. 2. Annabel Hernandez. The most powerful men in the government want to kill me because I reveal in my book that he was in the payroll of the Sinaloa cartel. Vào năm 2010, có rất nhiều người muốn sát hại Annabel. Trong đó có băng đảng Sinaloa, chính phủ Mexico, thậm chí là một phần của chính phủ Mỹ. Tất cả là vì cuốn sách mà cô ấy đã viết để tiết lộ chi tiết về giao dịch của họ. Sau đó, cô ấy đã trở thành mục tiêu truy sát ở Mexico và buộc phải lánh khỏi đất nước này cùng với gia đình của mình. Nhưng đây không phải là cuộc sống của cô ấy mong muốn cho bản thân. Từ khi sinh ra vào năm 1971, Annabel đã có mơ ước trở thành một luật sư từ nhỏ. Tuy nhiên, ước mơ đó đã không trở thành hiện thực sau khi cô nhận ra sự bao che của bản tin tức về cuộc chiến ma túy tại Mexico. Cô nhận thấy có rất nhiều vụ án giết người xảy ra ở các bang khác nhau nhưng ít khi được đưa tin, bởi vì các nhà báo luôn muốn tránh xa khỏi những loại tin tức này để tránh bị sát hại. Nhưng Annabel không phải là một trong số đó. Khi chỉ mới 21 tuổi, cô bắt đầu tạo dựng tờ báo của riêng mình mang tên Di Fatima. Lúc đó, cô vẫn đang học tại trường. Nhưng thật táo bạo là khi bài viết trên trang nhất của cô ấy đã nói về việc gian lận bầu cử ở thành phố Mexico. Đó là một câu chuyện vô cùng nhạy cảm và chấn động. Nó đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nó đã làm cho nhiều người biết đến với cái tên tuổi của cô. Chính phủ Mexico cuối cùng đã chú ý đến nó. Annabel liên tục phải thay đổi công việc vì có những báo cáo không chính thức rằng chính phủ Mexico đã cố gắng kiềm tỏa công việc của cô ấy. Tuy điều này không thể ngăn cản nổi Annabel, nhưng nó lại đưa cô ấy vào rất nhiều rắc rối. Khởi đầu vào ngày 5 tháng 12 năm 2000, Annabel đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ của cô. Bà báo cho cô biết rằng cha của Annabel đã không về nhà từ đêm trước đó. Sau đó Annabel và các thành viên gia đình của mình bắt đầu tìm kiếm bằng cách gọi điện cho các bệnh viện địa phương để xem ông ấy có được đưa đến đó hay không. Sau đó, họ đã báo tin cho một đài phát thanh để thông báo về việc ông ấy đã mất tích cùng với chiếc xe của mình. Ngay sau khi làm điều này, đã có người gọi lại để thông báo rằng tôi đã tìm thấy chiếc xe của ông ấy. Ngay lập tức, anh trai của Annabel đến địa điểm được cung cấp và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe đậu bên lề đường, trong khi giày của ông Hernandez nằm trong cốp xe, cũng dính máu ở khắp nơi. Vào buổi tối, thi thể của ông ấy được tìm thấy trên một con đường cao tốc nằm ngoài thành phố Mexico. Ông ấy được xác nhận là đã chết và nhiều người đã cho rằng ông Hernandez là nạn nhân của cuộc chiến giữa Annabel chống lại toàn bộ thế giới ngầm buôn ma túy. Thậm chí, cảnh sát đã thông báo cho gia đình của Annabel rằng họ sẽ sẵn lòng điều tra vụ án này nếu gia đình của Hernandez trả tiền cho họ. Lúc này rõ ràng Annabel đã trải qua một cuộc mất mát quá lớn vì cô ấy đã làm tổn thương tới những người thân của mình. Nhưng Annabel đã quyết tâm rằng
mình sẽ không bao giờ rút lui. Thay vào đó, cô lại muốn trả thù bằng chính con đường của mình đang đi. Vào năm 2001, trong khi làm việc cùng với một tờ báo lớn ở Mexico, Annabelle tiết lộ một câu chuyện về cách ứng cử viên Tổng thống Mexico chiến thắng, khi ấy là Vicente Fox, đã sử dụng quỹ công để trang hoàng không gian cá nhân của mình một cách xa xỉ, mặc dù ông ta đã cam kết trong chiến dịch của mình về việc giảm nợ công. Nhưng tờ báo đã tiết lộ báo cáo chi tiêu từ chính phủ của Tổng thống Fox đã cho thấy sự chi tiêu quá mức, đi kèm với đó là rất nhiều hóa đơn mua sắm chưa được xác minh và mối liên hệ với các công ty không tồn tại. Câu chuyện này đã thu hút được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và thậm chí còn mang về cho Annabelle một giải thưởng. Nhưng cô đã không dừng lại đó. Vào năm 2010, Annabelle xuất bản một cuốn sách tiết lộ chi tiết về mối quan hệ giữa các băng đảng ma túy El Chapo, chính phủ Mexico và Hoa Kỳ. Cuốn sách này đã mất 5 năm để nghiên cứu, có tựa đề Những chùm ma túy. Trong cuốn sách này, Annabelle khẳng định rằng chính sách của chính phủ, quân đội và toàn bộ ngành tài chính của Mexico được xây dựng theo một cách để tạo ra quyền lực cho các băng đảng buôn hàng cấm, và họ đã làm cho việc buôn bán một bì trở nên dễ dàng hơn thay vì ngăn cản chúng. Cô ấy đi xa hơn và khẳng định rằng dưới thời Tổng thống Vicente Fox, mối quan hệ với các băng đảng và chính phủ đã được thay đổi khi Fox ủng hộ các băng đảng Sinaloa bằng cách để Joaquin El Chapo Guzman trốn khỏi nhà tù vào năm 2001. Để làm cho tất cả mọi thứ trở nên khủng khiếp hơn, cô ấy đã tuyên bố Cục chống ma túy Hoa Kỳ đã có một thỏa thuận bí mật với các tay buôn hàng cấm trong việc nhập khẩu methamphetamine. Cô ấy cho rằng các cơ quan này đã kiếm hàng tỷ đô la từ việc buôn bán bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Khi cuốn sách này được xuất bản, Annabelle được nhìn dưới một ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cô ấy chắc chắn là người phụ nữ dũng cảm nhất thế giới, sẵn sàng đốt cháy toàn bộ thế giới ngầm. Nhưng thật đáng tiếc là những ông trùm này đã đáp trả. Ngay lập tức, Annabelle đã nhận được nhiều lời đe dọa chết chóc từ chính phủ Mexico. Một trong số những cảnh sát cô ấy vạch trần là Ginaldo Garcia Luna. Ông ta từng lừa dối người dân Mexico bằng cách tuyên bố rằng tôi sẽ chiến đấu chống lại các băng nhóm buôn ma túy. Trong khi Garcia Luna đã nhận hàng triệu đô la từ tiền hối lộ từ băng nhóm Sinaloa. Chính vì thế, ông ta là người đầu tiên cố gắng ám sát cô ấy. Garcia Luna đã sai người đến nhà của Annabelle, nhưng may mắn thay, cô ấy đã không có ở đó nên đã thoát chết. Bây giờ dù Annabelle dũng cảm đến mức như thế nào, cô ấy vẫn cần bảo vệ mạng sống. Chính vì thế Annabelle đã rời khỏi Mexico vài tháng sau đó. Sau một làn sóng mạnh mẽ do cuốn sách của Annabelle xuất bản, tình hình đã bắt đầu lắng xuống. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng tham nhũng ở Mexico vẫn còn đó. Các băng nhóm ma túy vẫn nắm quyền cai trị một cách tuyệt đối. Nhưng ít nhất, Annabelle đạt được mục tiêu của mình. I'm glad that I still be alive to be able to publish these stories, because I think that people deserve to know. People need to know what is happening there. Bà Eriqui Quintanilla, người tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu cũng là người không may mắn nhất, đó là Enrique Quintanilla. Anh chính là một nhà báo, phóng viên tội phạm kỳ cựu người Mexico. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 8 năm 2006, thi thể tan nát và bi thương của nhà báo này đã được tìm thấy ở ngoại ô thành phố Chihuahua với hai viên đạn ở đầu và sau lưng. Đây là màn trả đũa tàn độc nhắm vào Enrique khi anh ta can thiệp vào công việc của băng nhóm Juarez vô cùng nổi tiếng tại Mexico. Nhưng họ không phải là những người duy nhất muốn trừ khử Enrique. Thậm chí một phần của chính phủ Mexico cũng muốn nhà báo này im tiếng, và chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao người đàn ông này lại bị nhắm đến. Nói về hành trình trở thành mục tiêu của cả hai nhóm này đã bắt đầu khi Enrique thành lập một tạp chí điều tra riêng của mình mang tên Dos Caras Una Verdad, có nghĩa là hai mặt một sự thật. Anh ta thành lập tạp chí này vào năm 2005, sau khi anh làm phóng viên và nhà báo điều tra trong 20 năm. Mục tiêu của anh là khám phá những kẻ đứng sau vô số vụ giết người và buôn bán hàng cấm tại Chihuahua. Đây là một ý tưởng vô cùng táo bạo của anh, vì Chihuahua vào thời điểm đó là một trong những nơi tồn tại tồi tệ nhất ở Mexico. Nơi đây được cai trị bởi các cơ quan chức năng nhà nước, nhưng băng nhóm Juarez mới là người quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề. Băng nhóm này chính là kẻ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng tỷ đô la bột mì bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và
và đồng thời chúng cũng đang nằm trong cuộc chiến với băng nhóm Sinaloa. Để kiểm soát những biên giới đó, điều này dẫn đến vô số vụ giết người đã xảy ra. Nơi này cũng là nơi những cảnh sát và quan chức tham nhũng bậc nhất. Băng nhóm này đã đổ hàng triệu đô la vào túi các quan chức để họ im lặng, và bất kỳ ai dám ngáng đường, kết cục của họ sẽ bi thảm hơn là cái chết. Hay nói đơn giản hơn, Chihuahua chính là một phiên bản hiện đại của thành phố Gotham mà chính Eddie Quay đang đảm nhận vai trò Batman, luôn cố gắng để nó trong sạch nhất có thể. Tuy nhiên trong phiên bản này, Batman đã chết. Trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, Eddie Quay đã sử dụng tạp chí của mình để đấu tranh cho công lý. Tờ báo này chỉ tập trung vào các hoạt động tội phạm, và nó được nhiều người biết đến vì tác giả đã không ngại chỉ trích chính phủ Mexico vì tỷ lệ vụ án giết người tăng cao, đặc biệt là các vụ án hành quyết giữa các băng nhóm ma túy cạnh tranh. Eddie Quay cũng đã viết về các cơ quan chức năng tham nhũng, những vụ án giết người chưa được giải quyết và các hoạt động buôn bán ma túy. Hậu quả của việc này là anh ta bị quấy rối nhiều lần. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi Eddie Quay bị ám sát, anh ta tiết lộ hình ảnh và các tài liệu cho thấy các cơ quan chính phủ có liên quan đến việc buôn bán ma túy. Thậm chí, nó còn cho thấy thống đốc Chihuahua lúc đó là Josh Rides Baja nhận hối lộ. Và đây chính là nguyên nhân chính gây ra cái chết của Eddie Quay. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2006, Eddie Quay đã được nhìn thấy lần cuối khi rời bỏ văn phòng của mình vào lúc 11 giờ trưa, và anh ta đã không trở về nhà vào đêm đó. Vì vậy, gia đình của anh đã báo cáo mất tích vào ngày hôm sau, và thi thể của anh ta được các cơ quan chức năng Mexico tìm thấy bị vứt bỏ dọc đường ngày tiếp theo. Trên thi thể của anh xuất hiện những dấu hiệu đáng sợ của sự tra tấn, những vết thương nặng từ súng ở trên đầu và lưng. Cảnh sát bước đầu đã nhận thấy một sự tương đồng, tượng trưng cho phong cách hành quyết ưa thích của băng nhóm Juarez. Nhưng suy đoán này của họ đã được chứng minh sai ở năm sau, vào ngày 12 tháng 10 năm 2012. TV Azteca, một cơ quan truyền thông Mexico, đã nhận được một video cho thấy hai người đàn ông trần truồng có những dấu hiệu rõ ràng của việc trải qua sự tra tấn, đã thu nhận về sự liên quan của họ trong vụ ám sát của Eddie Quay. Hai tên sát thủ được cho là Leopoldo và Amado. Hai tên này bị thẩm vấn bởi một người không rõ danh tính ở phía sau trong đoạn video, và cả hai đều thừa nhận rằng chúng đã sát hại người này theo mệnh lệnh của ông trùm ma túy băng nhóm Juarez. Vài tuần sau đó, một video khai thác đã được đăng lên trang web tin tức Mexico El Diario de Chihuahua. Trong video này, anh trai của viện trưởng viện kiểm sát Chihuahua là Mario được nhìn thấy bị còng tay và bao vây bởi ít nhất 5 tay súng, đội mặt nạ mang theo súng trường. Sau khi trả lời một số câu hỏi, người đàn ông này thú nhận rằng chị gái của anh ta là Patricia, viện trưởng viện kiểm soát của bang, đã ra lệnh hành quyết Eddie Quay và Arnaldo. Nhiều người ban đầu đã cho rằng những băng đảng đã buộc những sát nhân thật sự thú tội. Họ đã cố gắng đổ tội cái chết của Eddie Quay lên băng đảng Juarez. Nhưng ngược lại, băng đảng này đã bắt được những tên sát thủ thực sự. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao họ lại làm điều đó sau 6 năm, kể từ cái chết của Eddie Quay, và cũng sau khi một tay súng sát hại một trong những người con trai của anh ta là Jonathan vào năm 2009. Đó quả là một bi kịch đáng buồn. 4. Javier Valdez Cardenas. Anh ấy là một nhà báo hàng đầu ở Mỹ. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2017, Javier đã bị bắn một cách tàn nhẫn 12 lần bởi một tay súng không xác định ở County Sinaloa. Cái chết của anh ấy đã đánh dấu 5 thập kỷ rõ ràng cố gắng của người đàn ông này để vạch trần băng nhóm Sinaloa và tất cả hoạt động của nó. Vậy điều gì đã xảy ra, nhà báo nhiệt huyết đó? Javier sinh ngày 14 tháng 4 năm 1967, cùng thành phố mà anh ta bị sát hại. Lúc còn là một thiếu niên, anh ta rất quen với bạo lực ở trong khu vực. Ở nơi này có cần sa, ma túy, bắt cóc và buôn người. Tất cả những điều đó đã biến nơi đây trở thành một nơi hỗn loạn nhất thế giới. Nhưng khác với các thiếu niên còn lại, những người luôn cảm thấy họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập các băng đảng, thì Javier đã đủ can đảm để chống lại điều đó. Anh đã nhận bằng cử nhân Đại học Xã hội từ Đại học Tự trị Sinaloa và có làm việc với các cương vị một phóng viên cho đài truyền hình quốc gia Canal 3. Và từ đó, cuộc phiêu lưu của anh ta bắt đầu. Javier đã làm việc với một số đài truyền hình trong suốt những năm 90, nhưng anh ấy đã không hài lòng với mức độ trực diện của họ khi đề cập với các vấn đề của các tổ chức tội phạm. Vì vậy, anh đã bắt đầu gây dựng tờ báo của riêng mình mang tên
Rio Osei. Tuy nhiên, chính âm phẩm này là một phước lành, cũng là một lời nguyền đối với Xavier. Tại sao mình lại nói như vậy? Có vẻ là hơi mâu thuẫn đúng không? Một mặt, anh ta khám phá ra một số câu chuyện bí mật và dơ bẩn về tội phạm có tổ chức. Mặt khác, Xavier cũng đã trở thành mục tiêu lớn cho các tên tội phạm này. Nhưng điều đó không là đủ để ngăn cản anh ấy dừng đưa các sự thật ra ánh sáng. Xavier đã sản xuất, xuất bản một vài cuốn sách về việc buôn bán ma túy, bao gồm cả một số cuốn được công chúng quốc tế công nhận. Một số đó là Meet Narco. Cuốn sách này mô tả về chi tiết cuộc sống của bạn gái và vợ của các ông trùm ma túy, cùng với các mức độ tàn bạo đáng ghê tởm mà những người phụ nữ này phải đối mặt. Trong bối cảnh vào thời điểm đó, cựu tổng thống Mexico là ông Calderón vừa quay trở lại chức vụ, đã triển khai khoảng 6.000 binh lính quân đội Mexico để đối phó với hai băng đảng lớn nhất là Juarez và Sinaloa. Mục tiêu của họ là tiêu diệt tham nhũng. Kỳ này là một trong những giai đoạn khốc liệt nhất trong cuộc chiến chống ma túy ở Mexico. Các con đường tràn đầy máu, đạn và thi thể, với hơn 14.500 người đã chết trong khoảng 3 năm. Điều này thúc đẩy cho Xavier tiếp tục đào sâu vào các công việc và tội trạng của các băng nhóm Sinaloa cho đến khi Xavier bị tấn công vào tháng 9 năm 2009. Một nhóm chưa xác định đã ném một quả bom xăng vào cơ sở của Rio Osei, gây thiệt hại rất lớn cho tòa nhà đó. May mắn thay, không ai bị thương trong vụ tấn công đó. Tuy nhiên, nó đã xảy ra một bài viết quan trọng mà Xavier đăng chưa đầy 24 tiếng trước. Bài viết có tựa đề Sát thủ, lời thú nhận của những kẻ ám sát ở Ciudad Juarez. Chính nó đã gây ra một sự chấn động lớn trong dư luận. Đáng chú ý là Xavier đã tiếp tục tiết lộ danh tính của những cá nhân này mà không có những vụ tấn công mới hoặc đe dọa ám sát nào đối với cuộc sống của Xavier hay gia đình của anh cho đến khi Xavier một lần nữa khiêu khích băng nhóm Sinaloa vào năm 2011. Khi ấy, Xavier đã được trao giải tự do báo chí quốc tế bởi Ủy ban Bảo vệ Nhà báo New York. Trong bài phát biểu nhận giải thưởng, Xavier lên án bạo lực ở Mexico và đổ lỗi cho cả người dân lẫn chính phủ vì mỗi bên đều đóng vai trò thúc đẩy cuộc chiến diễn tiếp. Bài phát biểu của Xavier rõ ràng đã làm chính phủ Mexico bẽ mặt, đó là điều vô cùng dễ hiểu. Và băng nhóm của Sinaloa, những kẻ có liên quan mật thiết với các chính phủ, đã xác định rằng Xavier cần bị loại bỏ. Vì thế vào ngày 15 tháng 5 năm 2017, Xavier đã bị bắn 12 lần bởi một sát thủ chưa xác định được danh tính vào khoảng giữa trưa. Và kỳ lạ thay, các cơ quan chức năng Mexico không thể liên kết bất kỳ ai với vụ án của Xavier. Không có nghi phạm, không có manh mối, không có gì cả. Đó quả là một trò bịp bợm. Sau đó, vụ án của Xavier đã bị lên án bởi Đại sứ quán Mexico, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu. Xavier Valdez đã ra đi để lại phía sau của mình là vợ và con gái, cũng là nhà báo. Và nếu bạn đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với tờ báo của Xavier, thì thật may mắn là nó đã không chết đi như chủ nhân của mình. Rio Osei đã tiếp tục hoạt động nhờ cơ quan truyền thông For Biden Story, một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh tiếp tục sản xuất các tác phẩm của các nhà báo đang đối mặt với những mối đe dọa khác nhau. Vì vậy, có thể nói rằng di sản của Xavier vẫn tiếp tục sống. 5. Rincón Taracena. Anh ta là một thành viên cuối cùng trong danh sách nhà báo bị ám sát vì bởi các băng nhóm tại Mexico. Nhưng khác với các người còn lại, Rincón đã chết dưới tay một băng nhóm hiếm khi tấn công các nhà báo, đó là Los Zeta. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2007, đã có một thông tin cho rằng 5 thành viên được cho là thuộc băng nhóm Los Zetas đã bắt cóc, tra tấn, xẻ nhỏ và nhốt Rincón ở Mexico. Nhưng cuộc tấn công tàn bạo đó đã khởi nguồn cho việc anh ta làm báo và phóng viên tìm hiểu về tội phạm cho một tờ báo có tên là The Bosco. Rincón là một nhà báo nổi tiếng với việc tiếp cận vấn đề rất trực diện và do đó ông ta nhận được rất nhiều lời đe dọa ám sát từ những tên trùm buôn ma túy khét tiếng. Vào thời điểm đó, Los Zeta là một băng nhóm chia ra từ băng nhóm Group hoạt động ở tiểu bang Tabasco. Nhóm này nổi tiếng với các chiến thuật tàn bạo của mình, bao gồm cả việc chặt đầu, tra tấn khủng khiếp. Các lãnh đạo hàng đầu của chúng có nguồn gốc từ quân đội Mexico, khiến cho Los Zeta trở thành một băng nhóm đáng sợ nhất Mexico. Vào thời điểm đó, họ có những băng nhóm lớn nhất về phạm vi hoạt động ở Mexico, vượt xa cả băng nhóm Sinaloa. Và giống như băng nhóm đó, nhóm này cũng liên quan đến việc buôn bán hàng cấm, ám sát, tống tiền, bắt cóc và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, Rincón không sợ hãi mà đã vạch trần chúng qua những bài viết của mình.
Đáng tiếc là điều đó đã làm Lincoln phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2007, Lincoln đã gọi điện cho vợ của mình từ nơi làm việc và nói với cô ấy rằng anh đã về nhà vào cuối buổi chiều. Nhưng vào ngày hôm đó, Lincoln đang viết bài về nhóm tội phạm cướp ngân hàng ở trong khu vực. Và những tên cướp này đang tống tiền những người dùng máy rút tiền ở Tabasco. Sau đó, anh đã rời khỏi văn phòng vào khoảng 8 giờ tối và đó là lần cuối cùng ai đó nhìn thấy Lincoln. Sau khi được gia đình báo cáo mất tích, thời gian trôi qua tận 3 tháng nhưng vẫn không có manh mối nào về Lincoln. Cuối cùng vào ngày 1 tháng 3 năm 2010, cơ quan chức năng tiểu bang Tabasco đã thông báo qua một cuộc họp rằng Lincoln đã bị bắt cóc và sát hại bởi 5 thành viên, được cho là một băng nhóm Lord Rita, như một sự trả thù vì bài viết của anh ta đã đăng trước đó. Nhưng lúc này, những điều kỳ quái đã bắt đầu xảy ra. Ngay lập tức, một vài nghi phạm đã thú nhận về vụ bắt cóc hành quyết Lincoln. Họ cũng cho biết với cảnh sát rằng thi thể của anh đã bị đốt trong một thùng kim loại chứa dầu diesel cùng với ít nhất 4 nạn nhân chưa được xác định danh tính khác. Tuy nhiên, thực hư về câu chuyện này vẫn chưa được xác nhận. Đã không có những bằng chứng nào chứng minh tuyên bố của nhóm tội phạm này. Cảnh sát sau đó khép lại cuộc điều tra một cách nhanh chóng. Điều này để lại cho gia đình và bạn bè của Lincoln rất nhiều câu hỏi. Ví dụ, liệu có phải cảnh sát đã không thể tìm được chuyện gì đã xảy ra với Lincoln và thay vào đó họ đã tổ chức một màn kịch này để đánh lừa báo chí? Nguyên nhân của suy đoán này là do cảnh sát đã khép lại cuộc điều tra mà không có bất kỳ bằng chứng nào để xác minh những tuyên bố của mình là các nghi phạm. Tuy nhiên, gia đình của Lincoln và bạn bè của anh ta đã không thể làm gì khác trước những thế lực tội phạm quá lớn. Các bạn khán giả thân mến, qua những câu chuyện này, chúng ta chứng kiến những sự nguy hiểm và gian khổ của những người làm phóng viên điều tra trước những băng đảng tội phạm. Điều này làm mình thật sự cảm phục họ, đó là tinh thần dũng cảm, dám nói lên sự thật. Và nó cũng làm cho mình cảm thấy quý trọng những điều may mắn mà mình có được hiện tại, đó chính là sự bình yên, đoàn kết, tự do, sống tại một đất nước tươi đẹp, đó là Việt Nam. Còn các bạn cảm nhận được gì từ những câu chuyện này? Nếu có góp ý gì cho kênh, xin hãy để lại những ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Và đừng quên bấm nút like để ủng hộ chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.